Thưa quý vị và các bạn, thực hiện yêu cầu số hóa chương trình truyền hình theo lộ trình của Chính phủ, những năm gần đây, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã và đang có nhiều đổi mới, đáp ứng được xu hướng phát triển của chương trình phát thanh truyền hình trên cả nước. Trong năm 2014, việc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang phối hợp với công ty VTC triển khai dịch vụ Việt Nam Media Hub, trong đó có ứng dụng hệ thống lưu trữ theo công nghệ điện toán đám mây, đã giải quyết được phần nào những khó khăn, bất cập trong công tác lưu trữ. Trong chuyên mục Công nghệ và đời sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những đặc điểm nổi bật của hệ thống lưu trữ dữ liệu theo công nghệ điện toán đám mây tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vài năm gần đây, điện toán đám mây được nhắc đến như một cuộc cách mạng công nghệ trong thời đại Internet. Trong đó, lưu trữ đám mây là một trong các dịch vụ được sử dụng khá phổ biến. Nói một cách nôm na, lưu trữ đám mây là dịch vụ lưu trữ dữ liệu online, nơi mọi người có thể lưu trữ các dữ liệu trên Internet một cách thuận lợi. Dữ liệu sẽ được lưu trữ trên Internet và bạn có thể truy cập, sử dụng bất cứ lúc nào, tại bất cứ đâu, thông qua máy tính, iPad hoặc điện thoại di động, rất nhanh chóng và dễ dàng. Miễn là được kết nối Internet và được dịch vụ lưu trữ đám mây đó hỗ trợ thì đều có thể truy cập và sử dụng dịch vụ. Sau khi phát sóng quảng bá lên vệ tinh Vinasat, hiện nay thời lượng phát sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang tăng lên 18 giờ một ngày. Việc lưu trữ dữ liệu cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang quan tâm tính đến. Trên cơ sở yêu cầu số hóa truyền hình theo lộ trình của Chính phủ, công tác kỹ thuật sản xuất, lưu trữ các chương trình truyền hình phải chuyển dần từ việc sử dụng các loại băng đĩa từ sang lưu trữ theo công nghệ số. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2014, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã phối hợp với công ty VTC dịch vụ truyền hình số đưa vào ứng dụng hệ thống lưu trữ truyền hình theo công nghệ điện toán đám mây. Thì vừa qua thì Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã phối hợp với công ty truyền thông đa phương tiện VTC ứng dụng cái lưu trữ điện toán đám mây. Đây là một cái xu hướng của công nghệ mới. Khi sử dụng cái công nghệ này thì chúng tôi sẽ giảm thiểu được kinh phí để xây dựng hệ thống lưu trữ tại đài. Thứ nhất là cái lưu trữ điện toán đám mây của VTC thì họ sẽ chuyên nghiệp hơn, và đây cũng là một cái sân chơi để tất cả các đài tham gia vào đó và trao đổi các chương trình phát thanh truyền hình với nhau, và qua đó cũng quảng bá cho từng địa phương. Và cái cũng quan trọng hơn nữa là khi tham gia vào cái ứng dụng cái điện toán đám mây này thì toàn bộ anh em kỹ thuật viên cũng như là phóng viên biên tập viên của đài sẽ thông qua phần mềm trên hệ thống đó và truy cập cũng như tra cứu cái tư liệu về phát thanh truyền hình của đài cũng như các tư liệu của các đài địa phương khác rất dễ dàng và thuận tiện bất cứ lúc nào. Hệ thống lưu trữ truyền hình theo công nghệ điện toán đám mây cung cấp giải pháp toàn diện về lưu trữ số, các nội dung truyền hình, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn và dễ dàng truy xuất 24/24 giờ. Hệ thống này lưu trữ tùy biến linh hoạt, không giới hạn dung lượng, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và chi phí vận hành so với hệ thống lưu trữ thông thường. Hệ thống gồm hai cụm thiết bị đặt tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu video đang được xử lý như biên tập, phát sóng hoặc có lịch phát sóng trong khoảng thời gian ngắn. Một cụm là hệ thống lưu trữ tập trung, chuyên dụng của VTC cho dữ liệu trong thời gian dài, bao gồm cả các nội dung hợp tác. Ngoài việc dễ dàng thao tác sử dụng, tốc độ truy cập nhanh chóng, hệ thống cũng đem lại những thuận lợi trong việc trao đổi nội dung chương trình với các đơn vị truyền hình khác, đem lại nội dung phong phú, hấp dẫn cho chương trình Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang, đồng thời quảng bá các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với các đơn vị Đài Phát thanh Truyền hình khu vực lân cận. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn. Về cái hệ thống điện toán đám mây thì với người dùng thì nó rất là đơn giản. Bạn chỉ cần bật trình duyệt lên, gõ địa chỉ vào và nhập từ khóa tìm kiếm. Thế là bạn đã tìm được một cái chương trình mà bạn muốn tìm rồi. Trong quá trình sử dụng, vì nó là cái công nghệ mới, cho nên là hai bên giữa Đài Truyền hình Hà Giang và Tổng công ty VTC cũng đã phối hợp với nhau để chỉnh sửa làm sao cho nó phù hợp nhất với cái nhu cầu thực tế của đài. Để ứng dụng hệ thống lưu trữ truyền hình theo công nghệ điện toán đám mây, đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên đã được học tập, tập huấn, chuyển giao công nghệ từ công ty VTC dịch vụ truyền hình số. Đến nay, việc vận hành, sử dụng đã đi vào nề nếp, tạo ra nhiều tiện ích trong việc lưu trữ, tìm kiếm dữ liệu. Do đó, quy trình sản xuất các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang cũng được đẩy nhanh tiến độ hơn, thuận lợi hơn,
từ việc triển khai ứng dụng hệ thống lưu trữ dữ liệu theo công nghệ điện toán đám mây. Từ khi đài thực hiện triển khai cái công nghệ là lưu trữ truyền hình trên cái công nghệ điện toán đám mây thì là đội ngũ phóng viên chúng tôi thấy là cái việc lưu trữ theo cái công nghệ này thì nó có rất nhiều ưu điểm. Đó là cái việc lưu trữ nó được dung lượng nhiều hơn, lớn hơn và đặc biệt là đảm bảo cái độ an toàn hơn so với cái việc mà lưu trữ trước đây thông thường. Trước đây chúng tôi lưu trữ thì thường rất là mất thời gian. Thứ hai nữa là nó có rất nhiều cái nguy cơ tiềm ẩn, đó là có thể mất dữ liệu và thậm chí là việc mình lấy lại dữ liệu thì rất là khó, mất thời gian. Vì vậy chúng tôi thấy là cái việc triển khai cái công nghệ mới này trong cái việc lưu trữ truyền hình thì rất là phù hợp và đặc biệt là tiện ích rất nhiều cho đội ngũ phóng viên chúng tôi. Việc đưa vào ứng dụng hệ thống lưu trữ dữ liệu theo công nghệ điện toán đám mây cũng cho thấy công tác ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng những công nghệ tiên tiến vào quy trình sản xuất chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đang ngày càng được chú trọng. Quá trình triển khai ứng dụng đã đòi hỏi mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên cần nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, một trong những yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Khi cánh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang bay cao, bay xa hơn về với mọi miền của Tổ quốc, điều đó cũng cho thấy Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã và đang nỗ lực đổi mới, đáp ứng xu hướng phát triển của ngành phát thanh truyền hình và thực hiện số hóa truyền hình theo lộ trình của chính phủ. Đây cũng là xu hướng chung của ngành phát thanh truyền hình, mà ngoài từ cái việc đây cái lưu trữ điện toán đám mây là chỉ một phần trong tất cả những cái dịch vụ mà các công ty truyền thông nói chung và công ty VTC nói riêng đang triển khai áp dụng với tất cả các đài phát thanh truyền hình. Cái lưu trữ điện toán đám mây chỉ là một phần trong những dịch vụ đấy thôi. Còn ngoài ra có rất nhiều gói dịch vụ khác, và sắp tới chúng nếu mà cái điều kiện cho phép thì Đài Hà Giang cũng như các đài khác cũng sẽ hợp tác và làm rất nhiều cái dịch vụ trên nền tảng công nghệ thông tin phát triển cao như thế. Công nghệ điện toán đám mây được coi là một cuộc cách mạng lớn trong thời đại Internet, làm thay đổi phương thức lưu trữ dữ liệu một cách thông minh và tiện lợi hơn. Trong đó, hệ thống lưu trữ truyền hình chỉ là một trong những phần nhỏ của công nghệ điện toán đám mây. Tuy nhiên, ứng dụng và triển khai thành công tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã đem lại những lợi ích thiết thực, cải thiện những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại đơn vị. Đồng thời, ứng dụng hệ thống lưu trữ truyền hình theo công nghệ điện toán đám mây cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ sản xuất các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang, đáp ứng được yêu cầu khi phát sóng quảng bá lên vệ tinh Vinasat. Trong năm 2014, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh cải thiện 13 bậc, nâng thứ tự xếp hạng của Hà Giang lên đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có việc triển khai đưa vào ứng dụng hệ thống lưu trữ theo công nghệ điện toán đám mây và lớn hơn là việc đưa chương trình truyền hình của tỉnh phát sóng quảng bá trên vệ tinh Vinasat đã góp phần không nhỏ vào những thành tựu công nghệ thông tin của tỉnh, mở ra những triển vọng mới về công nghệ thông tin trong giai đoạn tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, điện toán đám mây là công nghệ không còn mới, nhưng ứng dụng công nghệ này trong dữ liệu là hoàn toàn mới mẻ đối với ngành phát thanh truyền hình. Thực tế triển khai đã cho thấy những tiện ích ưu việt phù hợp với yêu cầu của thời kỳ số hóa chương trình truyền hình theo lộ trình của chính phủ. Chuyên mục Công nghệ và Đời sống ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Trong những chuyên mục lần sau, chúng tôi sẽ điểm lại những kết quả nổi bật về ứng dụng công nghệ trong năm 2014. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.